Thùy Dương xin chào tất cả quý cô chú anh chị em và các bạn thân mến. Thời gian gần đây đó, chúng ta nghe trên những cái trang báo chính thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam rằng là cái môn sử có thể trở thành một cái môn học không bắt buộc trong giáo dục tại Việt Nam. Thì theo quý vị, đây là một cái tin vui hay là một cái tin buồn? Rồi đối với các em á, thì khi các em thấy tin này á, các em suy nghĩ như thế nào? Thì Dương nghĩ rằng là đối với những bạn trẻ ở Việt Nam, thì Dương đặt cái tâm lý của mình vào các bạn á, thì Dương biết là các bạn rất là vui, tại vì cái áp lực học ở Việt Nam rất là lớn, mà đặc biệt là cái môn lịch sử nữa thì học rất là chán. Cho nên là nếu mà đối với lại là những người học sinh ở Việt Nam á, thì cái việc bỏ môn lịch sử là một cái điều rất là vui đối với các em. Vì Thùy Dương đã từng trải qua cái giáo dục ở Việt Nam mà Thùy Dương biết cái môn lịch sử là một cái môn rất là ngán quý vị. Thật sự ngán, nhưng mà Thùy Dương không hiểu nữa, nhưng mà ở Việt Nam á, mình học lịch sử mình cảm thấy nó cũng chẳng có bổ ích gì. Không hiểu, thật sự ra cái môn lịch sử ở Việt Nam mà ở trong đó thì quý vị mới cảm nhận được cái lịch sử Việt Nam học nó sao sao, mà không có cảm giác rằng là nó không làm cho mình cảm thấy mình yêu quê hương dân tộc. Và nếu mình có yêu chăng nữa thì mình yêu theo một cái kiểu thù hận, mình yêu theo một cái kiểu cuồng và yêu theo một cái kiểu thì Dương không có diễn tả được, nhưng mà mình yêu theo cái kiểu thù ghét. Tại vì cái kiểu giết cái Việt Nam anh chị nó làm cho con người ta như vậy. Ngày hôm nay thì Dương đọc trên cái trang báo VN Express thì có ghi là bỏ lịch sử khỏi chương trình học bắt buộc có thể gây hệ lụy khó lường. Tại vì sao quý vị? Mà các bạn thử đặt một câu hỏi lý do vì sao mà ở phía Việt Nam á, Bộ Giáo dục hoặc là Đảng Cộng sản Việt Nam họ muốn bỏ cái môn lịch sử này ra khỏi cái chương trình giáo dục. Tại vì càng ngày đó quý vị, cái sự thật càng ngày càng được phanh phui. Họ không thể nào mà họ chặn YouTube được. Bây giờ mà muốn biết cái gì đó, các bạn trẻ có thể lên trên YouTube gõ thì nó ra hàng loạt video nói về cái sự thật lịch sử. Và những gì mà các em nghe và học ở tại Việt Nam thì nó hoàn toàn đối lập và trái ngược với những cái gì mà các em nghe trên YouTube. Và cái sự thuyết phục nó nằm ở đâu? Cái sự thuyết phục nó lại nằm ở trên các cái mạng xã hội nhiều hơn là trong những quyển sách. Điều này muốn nói cái gì? Nói rằng là sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản mấy chục năm nay đã trở nên bị thất bại. Nhưng vì sao mà họ lại muốn cái môn lịch sử trở thành một cái môn học không bắt buộc? Tại sao họ lựa chọn cái giải pháp đó? Có quý vị nào đoán được không? Tại sao họ không chọn một cái phương pháp nào khác mà họ lại chọn cái phương pháp là gần như là muốn loại bỏ cái môn lịch sử ra khỏi cái chương trình giáo dục? Quý vị thử suy nghĩ xem có đúng cái ý của Thùy Dương không? Trong cái video này Thùy Dương sẽ nêu cái quan điểm của Thùy Dương về cái chuyện phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn loại bỏ cái môn lịch sử ra khỏi cái chương trình giáo dục. Tại sao họ chọn cái cách này? Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau cái ngày mà gọi là mở ngoặc, đóng ngoặc, giải phóng thống nhất đất nước, thì sách vở, những cái tài liệu, những cái gì thuộc miền Nam Việt Nam đều bị xóa sạch, đốt sạch. Những cái lịch sử mà của người miền Nam họ lưu giữ không còn giữ lại bởi những cái phe cộng sản đi vào trong Nam. Và sau đó là những cái bộ sách lịch sử gọi là lịch sử nhưng bị viết lại, bị bẻ cong từ ngữ, câu chữ, thay đổi dữ liệu lịch sử một cách trắng trợn và đến mức độ là khinh bỉ. Thế cho nên cái lịch sử trong sách mà chúng ta học tại Việt Nam đó là những cái lịch sử ngụy tạo, ngụy là giả dối, tạo trên cái sự giả dối. Và cái sự tạo ngụy tạo này là do ai? Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa không còn. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã bị sụp đổ kể từ cái ngày thời gian mà ông Dương Văn Minh, cái ông mà tổng thống bất hợp hiến, đọc một cái thông báo là kêu gọi đầu hàng. Thì cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa không còn.
Thì có nghĩa là lịch sử đã bị viết lại bởi cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam tác động vào lịch sử để thay đổi lịch sử, để bắt những người dân Việt Nam phải học một cái lịch sử dối trá? Vì sao? Cái chỗ này các bạn đặt một câu hỏi và các bạn trả lời nha. Còn Thùy Dương có câu trả lời rất là nhiều trong cái video của Thùy Dương rồi. Trong cái video này Thùy Dương sẽ nói cho các bạn biết tại sao họ chọn cái cách là họ muốn loại cái môn lịch sử ra khỏi cái chương trình giáo dục, mà họ không chọn một cái giải pháp khác. 47 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đã dày công tuyên truyền cho những cái thế hệ sinh sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không phải những thế hệ đó không đâu, những cái thế hệ mà sinh trước năm 75, ví dụ 65 là lúc năm 75 là họ mới có 10 tuổi thôi, hoặc là 60 thì lúc đó mới có 15 tuổi thôi, vẫn có nghĩa là họ vẫn chưa có hiểu gì về cái lịch sử hết. Cho nên là nạn nhân là gần như là thuộc mọi thành phần, thậm chí những người già cũng bị nữa quý vị. Và cái sự tuyên truyền đó đó, nó ăn sâu vào trong đầu óc, thấm trong máu của người dân Việt Nam. Nhưng mà đáng lẽ thì Dương nghĩ rằng là họ sẽ không có loại bỏ cái môn lịch sử ra khỏi cái chương trình giáo dục ở Việt Nam nếu cái mạng Internet nó không phát triển. 47 năm á, họ tuyên truyền vô số thứ, họ dựng nên vô số cái câu chuyện không sự thật, nào là Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Phan Đình Giót, rất là nhiều cái câu chuyện mà những cái người Việt ở nước ngoài đó họ biết rằng là những cái câu chuyện đó là những câu chuyện ngụy tạo, họ phản biện lại và nhiều lắm quý vị. Rồi họ cho rằng là những người lính Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, là tai sai, và họ tuyên truyền để cho người dân căm thù Mỹ, căm thù những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người làm việc cho Việt Nam Cộng Hòa. Họ tuyên truyền vô số thứ xạo, dốc, láo. Họ gây nên những cái sự mà gọi là thù hận, căm thù trong người dân. Và họ gây nên cái sự rạn nứt, chia rẽ trong cái mối quan hệ giữa người dân với nhau, những người Việt trong nước, những người Việt hải ngoại. Cho nên là Thùy Dương cũng đã từng nghĩ rằng là người Việt ở hải ngoại đó là những người lưu vong, là những người phản động, là những người bán nước. Cho nên là họ, bởi vì họ phạm tội bán nước cho nên họ mới không ở Việt Nam mà họ đi ra nước ngoài. Dưới cái sự tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam thì nó làm cho những người trẻ như Thùy Dương có những cái suy nghĩ rất là lệch lạc, phải nói là bệnh hoạn hơn là suy nghĩ bình thường quý vị. Cho đến khi mà Thùy Dương đi ra nước ngoài rồi, Thùy Dương mới hiểu được cái sự tuyên truyền đó nó kinh khủng cỡ nào. Tại vì sao Cộng sản Việt Nam họ chọn cái việc là biến cái môn lịch sử này trở thành một cái môn học không bắt buộc. Đối với Thùy Dương, Thùy Dương nghĩ thế này. Đảng Cộng sản Việt Nam họ có cái bộ mặt, họ không muốn xin lỗi, họ không muốn lên tiếng xin lỗi. Thực sự ra ngày hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những cái khuynh hướng, họ chuyển sang, họ thân với những cái nước mà ví dụ như Mỹ này kia nọ hơn là cái những cái nước thuộc Cộng sản, ví dụ như là Nga hoặc là Trung Cộng. Họ đang có cái khuynh hướng đó, Thùy Dương đang thấy. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì nó vẫn còn khăng khăng giữ cái bộ mặt là họ không muốn xuống nước để họ xin lỗi. Họ xin lỗi những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ không làm điều đó. Tại vì 47 năm tuyên truyền rồi quý vị, họ đã cố tuyên truyền rồi. Những cái thế hệ đi trước họ tuyên truyền và tiếp theo những thế hệ sau của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tuyên truyền nữa. Tại vì anh chị thấy không, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Marx, Lenin đồ đùm lum hết. Họ và họ thấy được là những cái quốc gia trên thế giới họ bài trừ, họ tẩy chay cái chủ nghĩa Marx, Lenin. Và họ đã giật sập tượng Lenin này kia. Họ thấy hết đó anh chị. Và họ đang có cái khuynh hướng là họ dần dần họ thay đổi cái tình hình. Nhưng mà họ không chịu cái kiểu giống như là anh sai, anh có lỗi mà anh không muốn xin lỗi. Người ta biết trong thâm tâm của người ta biết người ta có lỗi, nhưng mà người ta lại quê, người ta lại ngượng, người ta lại có cái tôi quá lớn, người ta không có muốn xin lỗi. Thay vào đó là người ta làm một cái việc gì đó để người ta chống chế. Đó, giống như là một cái hình thức mà cái kiểu giống như xin lỗi không xin lỗi, mà cái kiểu ân hận không ân hận quý vị. Thì cho nên là cái việc giống như là họ đưa cái môn lịch sử trở thành một cái dạng không bắt buộc, để giống như là anh chị bây giờ lịch sử nó sẽ đi vào trong dĩ vãng, trong quá khứ. Nhưng mà cái sự chọn lựa này, là cái sự quyết định này nó là sai. Chỉ còn một cách là gì? Họ phải viết lại lịch sử. Họ không thể nào họ để lịch sử như vậy rồi á, là họ đưa cái môn lịch sử trở thành một cái môn học không bắt buộc. Bây giờ môn lịch sử bắt buộc hay không bắt buộc không quan trọng, mà phải viết lại cái lịch sử.
mà phải trao trả lại cái sự thật cho lịch sử, chứ không thể nào để yên như vậy được. Viết lại lịch sử để cho người dân người ta hiểu đúng, những cái lớp trẻ sau người ta hiểu đúng cái bản chất, tình hình, cái bối cảnh của Việt Nam trong từng giai đoạn nó như thế nào. Chứ không thể để im lặng như vậy, rồi như một cái hình thức giống như là bây giờ lịch sử nó vậy vậy rồi, không cần viết lại, mọi người cứ học đi. Nhưng về mặt hình thức thì muốn người dân trong nước và hải ngoại đoàn kết với nhau, hòa hợp, hòa giải, lịch sử thì vẫn cứ nằm như vậy. Và bao nhiêu cái thế hệ người ta đã hiểu lầm về cái cuộc chiến tranh tại Việt Nam, và những người Việt ở trong nước người ta vẫn chống Mỹ. Trong khi quý vị đưa con cháu đi ra nước ngoài, quý vị không có một cái câu nói nào cho nó gọi là nó người dân hiểu được rằng thực sự ra Mỹ có phải là kẻ thù hay không, hay kẻ thù thực sự chính của chúng ta ngày hôm nay là ai. Bà con nghĩ coi, kẻ thù của chúng ta ngày hôm nay là ai, có phải là Mỹ không? Không phải là Mỹ. Vậy là nước nào? Vì vậy cho nên là cái chuyện mà họ chọn đưa cái môn lịch sử trở thành một cái môn học không bắt buộc không phải là một cái biện pháp hiệu quả. Lịch sử là cái nguồn cội, là một cái bộ môn, một cái môn học rất là quan trọng. Nhưng nó sẽ làm cho các em đam mê học lịch sử, hứng thú, thích thú với cái môn lịch sử khi và chỉ khi các em đọc lịch sử một cách chân thật nhất. Các em phải biết lịch sử Việt Nam rất là hay, rất là hãnh diện, tự hào. Cha ông của chúng ta đã bao nhiêu lần đánh đuổi giặc Nguyên, đã bao nhiêu lần chống lại sự xâm lược của Tàu. Việt Nam chỉ là một cái nước nhỏ xíu, nhưng mà tinh thần chiến đấu, tinh thần bảo vệ quê hương đã lưu giữ từ ngàn đời. Và những cái người lính của Việt Nam Cộng Hòa đã làm được cái điều đó. Họ chiến đấu đến cái hơi thở cuối cùng. Mình đừng nói cái cuộc chiến tranh đó có nhiều người đu càng bỏ chạy. Hãy coi những người tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa, họ đã chọn cái hình thức là tuẫn tiết và họ ở lại Việt Nam. Hãy nhìn vào những cái hình ảnh đó. Rất là nhiều người tướng tá họ đã chọn cái cách đó để họ ở lại mãi mãi với non sông Việt Nam. Nhưng sách lịch sử Việt Nam thì dưới cái sự viết lại của Cộng sản thì những cái hình ảnh này trở thành những tội đồ của dân tộc. Hồ Chí Minh thực sự ra mới là một tội đồ của dân tộc. Nếu cái bộ sách lịch sử được viết lại thì Hồ Chí Minh là một tên tội đồ của dân tộc, chứ không phải là một danh nhân, không phải là một cái vị cha già của dân tộc. Bởi vì Hồ Chí Minh là cái nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh Bắc Nam. Hồ Chí Minh là nguyên nhân mà đã mời Pháp một lần nữa sau khi Pháp đã rời khỏi Việt Nam. Và Hồ Chí Minh và cái Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân để đưa Mỹ vào Việt Nam. Nếu không có Hồ Chí Minh thì Mỹ sẽ không có vào Việt Nam để ném bom miền Bắc năm 1965. Nếu không có Hồ Chí Minh thì sẽ không có cái chuyện miền Bắc đi xâm lược miền Nam để có cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 để người miền Nam Bắc ở trong miền Nam họ phải đi vượt biên. Hồ Chí Minh cướp chính quyền Trần Trọng Kim năm 1945. Sau cái trận đánh mà Điện Biên Phủ đó, thì lúc này Hồ Chí Minh đã bắt buộc Pháp phải ký cái Hiệp định Geneva năm 1954. Lúc này là Mỹ chưa có mặt ở Việt Nam. Lúc này cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là gần như là chưa có mặt. Hả? Thùy Dương cũng không có chính xác, nhớ chính xác được. Nhưng mà năm 1954 đó thì cái Hiệp định Geneva được ký kết là bởi ông Hồ Chí Minh với Pháp, chứ không có liên quan gì tới Mỹ, lúc này Mỹ chưa có vô. Thì cái chuyện mà Hồ Chí Minh á, mà có mặt để yêu cầu Pháp ký Hiệp định Geneva này, đây là một cái dữ liệu rất là quan trọng. Cộng sản Việt Nam nó tuyên truyền cái gì? Cộng sản Việt Nam nó tuyên truyền cái gì? Cái chỗ này mà nó viết lịch sử lại thì nó sẽ suy sụp luôn một cái hệ thống tuyên truyền của nó. Và Thùy Dương nói với quý vị, những cái gì Thùy Dương nói dựa trên cái chuyện mà Thùy Dương đọc sách vở, Thùy Dương nghiên cứu sách vở tài liệu ha. Hồ Chí Minh chính là một người đã chia Việt Nam ra làm hai, chứ không phải là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, không hề liên quan tới cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Rồi cho nên là cái việc mà Hồ Chí Minh muốn chia ra làm hai thì lúc này cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đâu có ký vào cái hiệp định này, cho nên cố Tổng thống Ngô Đình Diệm không thể nào thực hiện những cái đòi hỏi của ông Hồ Chí Minh. Một số cái đòi hỏi của ông Hồ Chí Minh, đó, cái chuyện đó thì dừng gạt một bên. Rồi, vì cái hiệp định Geneva đó được ký cho nên là có nhiều người miền Bắc á,
họ không có muốn ở lại trong miền Bắc, họ không có muốn sống với chế độ cộng sản, tại vì trong cái luật cải cách ruộng đất đó là họ đã phải đón nhận quá nhiều cái tai nạn khủng khiếp, quá nhiều cái gọi là giống như họ sợ hãi cái chế độ cộng sản á, cho nên lúc này cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã tìm cách để mà đưa những người nào mà muốn đi vào miền Nam, ở trong miền Nam thì họ sẽ được giúp đỡ để đi vào trong miền Nam. Vì vậy cho nên có 1 triệu người ở ngoài miền Bắc họ đã đi vào trong miền Nam dưới sự giúp đỡ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Dù nói lại một lần nữa, cố tổng thống Ngô Đình Diệm không có liên quan gì tới cái hiệp định Geneva hết, Mỹ không liên quan gì tới hiệp định Geneva hết. Đó, thì cái chuyện mà cái luật cải cách ruộng đất các bạn lên trên mạng các bạn gõ, nhưng mà nhớ tìm những cái thông tin mà nó chính xác đó nha anh chị, nó trung thực á, chứ đừng có nghe những cái kênh của cộng sản nó nói nữa nha. Mình các bạn mà nghe, các bạn tuyên truyền một lần nữa. Rồi nó họ gây Hồ Chí Minh đã gây ra một cái đại nạn cho người dân miền Bắc, rồi sau đó Hồ Chí Minh lại và Đảng Cộng sản đang gây một cái đại nạn cho người dân miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nó nhiều cái thông tin mà phải nói sự thật mà làm cho người ta sửng sốt và kinh hoàng. Cho nên nếu mà ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam mà nó mà đồng ý để viết sự thật lịch sử là kể như cái Đảng Cộng sản nó sẽ bị sụp. Nó sụp thật sự luôn. Tại vì nó đi lên, nó nắm quyền bằng cái sự tuyên truyền dối trá, quý vị biết không? 100% câu chuyện nó nhào nặng lên thì chỉ có 1% là sự thật mà thôi, gần như 99% là cái sự giả dối ở trong đó. Cho nên lý do vì sao họ muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc, nhưng mà họ không xin lỗi, họ không đính chính, họ không viết sử sách lại, họ chọn cái hình thức là họ muốn bỏ cái môn lịch sử. Họ muốn cái môn lịch sử là một cái môn học không bắt buộc, ai muốn học thì học, ai không muốn học thì thôi. Nhưng một cái cách để giống như họ xoa dịu những cái vết thương của người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ xoa dịu người dân miền Nam, nhưng không thể. Cái vấn đề ngày hôm nay không thể xoa dịu được, mà lịch sử phải được viết lại để cho những cái thế hệ sau này nữa, dương con cháu chắc chúc chích của chúng ta, họ học lịch sử một cách trung thực. Chỉ còn một cách là phải viết sự thật lịch sử lại mà thôi, không thể nào mà để cái kiểu giống như là bỏ lịch sử khỏi chương trình học. Viết lịch sử lại và những cái gì quan trọng để cho tuổi trẻ nó học, học để nó nhớ, học để nó biết về cái nguồn gốc lịch sử của cha ông nó, tổ tiên của nó, chứ không phải học để nhồi sọ, học để tuyên truyền. Mục đích ở ngày hôm nay giáo trong chương trình giáo dục học là để tuyên truyền. Cho nên là tại sao tuổi trẻ không tha thiết với môn lịch sử nữa. Thời buổi này công nghệ thông tin phát triển rồi, cho nên nó không cần mà nó đọc sách vở, nó không muốn nghe nữa, nó sẽ lên trên YouTube nó tìm, nó nghe những cái kênh trung thực hơn. Và đó là cái nguyên nhân tại sao Thùy Dương chọn đi tìm về nói chuyện lịch sử là như vậy. Cho nên là Thùy Dương phản biện lại cái việc tại sao mà họ chọn bỏ cái môn lịch sử, tại vì cái bộ mặt của họ và lý do vì sao họ phải chọn cái cách đó. Bởi vì nếu mà họ sửa lịch sử lại thì rất là nguy cho cái chế độ. Nhưng mà nên nhớ một điều, cái chế độ nào cũng vậy thôi, nó sẽ có một cái giai đoạn, nhưng mà cái sự tồn tại của quê hương dân tộc nó sẽ vĩnh cửu, nó là như vậy đó quý vị.